Hôm nay mình đi chợ. Ở đây là cái khu trung tâm mua sắm của Catania. Catania nói chung và cái thằng Mr. Bianco nó cũng thuộc tỉnh Catania. Đây là trung tâm mua sắm là linh kiện điện tử rồi này kia nữa. Những cái vật dụng trong nhà. Đấy là Sicilia Cento. Giải bên đó là quần áo. Đây là linh kiện điện tử đây. Hết lockdown rồi, cuộc sống trở lại bình thường rồi, nhưng mà ra ngoài luôn luôn mang khẩu trang. Đây là quả ốc chó, tiếng Việt của mình là quả ốc chó, tiếng Ý nó là no chi. Giờ là 11 giờ. Mấy bữa nay cái núi Etna nó hoạt động quá mạnh luôn. Cho nên đường phố trung tâm gì toàn là những cái tro bụi nó rớt xuống luôn. Rất là dơ luôn. Nên cái không khí bây giờ nó dày đặc những cái tro bụi. Nhìn lên bầu trời là đen thui luôn. Hai tuần nay là nó hoạt động rất là mạnh, hầu như là cách 2-3 ngày nó phun lửa lên một lần, còn cái bằng tro bụi là lúc nào cũng có. Rồi đi trong lòng thành phố mà nhìn xuống đất đây hết trơn, xe mà đậu là nóc xe tổng nhiên cái dung nha nó rớt xuống. Chơi mà đâu không hả? Ê, flower banana. Banana banana. Flower. Double on banana. Ấy mình thấy ở đây hôm nay người ta bán cái bắp chuối nè. Không biết bắp chuối gì nữa. Chút là coi coi. Mua gì nấu canh chua với lại cá đuối. Cacio phong cả chồng. Tên cái đuôi em cả. Poi €1,50 le coffee, 10,50 le regalo. A 2 euro chilo che sono l'ultimo. Prego, prego, non ci metti. Prego, non ci piace il prezzo, non ci piace questo. Cosa? Poi cipolla e qualcosa. Cacio fuoco. Cipolla. Andiamo cipolla. Sì. No, no, no. No, taglia. No. No, sì. E carciofi vuoi anche? Te li puoi scegliere tu se vuoi, no? Io le mangio io. Adesso mi muo hành, mi muo hành. Cắt đầu. Sì, la non la vuole tagliata.
Se li può scegliere lei, no, Một đồng là ba cái bó hành. Scegli bella, scegli tu. Guarda, tieni, ce l'hai tu, a 10. Mình nhờ ông kêu mình qua đây. Prego, non ne vuoi verdura fresca? Prego. 10 bông, 2 đồng. Avanti, 4 euro. Beh, allora, 10 euro. Segale, spinaci, broccoli. Segale. 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 Bom, Sto a posto. A poliziare, per forza, non è un mestiere, mi tiene a ghiaccio. Prego, signor. Annuale, sì. E allora, per l'intera senza sale, quante ne fai? Olio. 2 etti o 2 euro, signor? Non è un reum, solo che ne hanno. Solo te. Ok. Bene. No, per cosa mi stanno? Olio, mi parla bene. Qua quanto sono? 1,50 euro letto. Ah, per un chilo. Cái đó là những cái cà bi, những cái đèo liên tiếp. Vedi che poi c'è una... Năm đồng, hai con cá 3 đồng.
Buongiorno. Grazie, grazie. Stanziamento. Indossare correttamente la mascherina e mantenere il distanziamento. Capo, 10-2 euro, dove c'è lì lei? Anche 10-2 euro 50 se vuoi, dai. No. No. Aqui está. Try. Ok. Quanto? 50, poi 50. Non prendo il numero. Ok, return. Cacciofi per l'itto, maybe bene fo put inside. Ah, sei, sei. Oh, yeah. Inside ho, perché per l'itto. Ogni favola da si mangia pensa è mia. Ehi, ciao. No, piccolo non mi dice. Stanno ammazzando la spada, sì. E li puoi scegliere, vedete? Quanto sono? Questi 2 euro, anche quelli. No, non mi chiesto più dolce. Ciao, 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 ci
Un euro. E noi non siamo tanti. È un mese. Mese più lungo. Sì. Vado a grande, io vado piccolo. E fammi un altro mezzo chilo di questi. Sì, va bene. Cá lưỡi trâu mà cá nhỏ nhỏ lưỡi cá lưỡi trâu ô calamari calamari đâu vậy rồi hả rồi 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 Nó chủ nhật đi ăn nhà hàng à, by the way, anh say your rest. Cái đó là sống. Father, the one. The toe, the toe. Here. Oh no, do it. Okay, va bene. No, no, I don't need. Well. I don't need anything. Trên cái con Morata à, cái con nào questo ok hay là này không được up to you quello questo no 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 bene đường mình cá chép cái đó là cho mình thì pha gia tơ rồi put in the ring ngồi đi đông bay rambari rambari bianca đông này này mesa lo fai mezzo chilo mezza mezzo uno mezza mezzo mezzo sì. Mezzo chilo di questo già lo fai mezzo chilo mezzo chilo mezzo chilo no, scusa mezzo chilo 4 euro e 2 euro quello va bene di più, no? Quanto sei? 8 euro prego 8 euro lui fuori ha? Ma lo arrivare in sono fa finito. Chứ chả sắp đùm đề vậy đó. Chồng sắp đùm đề vậy đó. Đây, tới xe rồi đó. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video của mình.
hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.